Xin chào bà con. Thì tiếp tục với clip này á, mình có tới vườn sầu riêng. Thì hầu như ở giai đoạn mà trái bằng trứng gà, trứng ngỗng đó, và hay gọi là giai đoạn mà rụng sinh lý nhiều nhất á, mà bà con chúng ta hay quan tâm á. Hôm nay mình có đến tại vườn của nông dân. Thì sầu riêng nó cũng xả nhụy được rồi, nói chung cũng ổn định, trái nhỏ. Nhưng mà cái giai đoạn này giai đoạn quan trọng và cái giai đoạn hay rụng nhiều nhất. Và như năm nào rơi giai đoạn này, bà con chúng ta cũng rất là xử lý nó không có đều đặn và nó hay bị rụng rất là nhiều. Ngược lại cái giai đoạn mà trái rụng sinh lý như thế này á, hay bị rơi vào mùa mưa, mà mưa rất là nhiều. Đó là những khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk rồi đó. Thì có những vườn họ xử lý được tốt á, thì tỷ lệ nó sẽ không có rụng. Còn những vườn mà con chúng ta xử lý á, nhưng mà nó không đúng quy cách á, hoặc là thuốc không đúng á, thì nó sẽ bị rụng và ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy cái đó là những cái vườn mà con nông dân chúng ta bị rụng rất là nhiều. Những năm 2018, 2017 rồi đó, đều là thời tiết mưa rất nhiều nên tỷ lệ phun thuốc bà con không phun được, không có thời gian để phun vì thời tiết mưa nhiều dẫn đến tình trạng rụng rất là nhiều. So với 2019 như thế này á, mình quay còn xem á, vườn sầu riêng này trái chung là cây cũng còn tơ nên lượng trái như thế này cũng hơi nhiều. Thì trong giai đoạn này á, thì mình cũng hướng dẫn cho nông dân á, là tỉa trái đi, những cái trái nào mà eo xấu á, thì con tỉa bớt đi, giữ lại những trái một tròn đều. Vì để vào vấn đề chính của clip này á, là mình hướng dẫn cho bà con nông dân á, là phun chống rụng trái non ở giai đoạn này. Thì về việc đầu tiên cái giai đoạn này á, thì vấn đề mà phân bón thì những vườn mà con cân đối về hàm lượng vi lượng và NPK cây đang đều á, thì mình sẽ không nói về hàm lượng phân bón. Còn đối với những cái vườn mà cây mà nó yếu á, dinh dưỡng ở giai đoạn này á, thì con cung cấp cần phải cung cấp thứ nhất là phân chuồng này, cái thứ hai nữa là vi lượng này, sắt kẽm và dây bón oxy á, cây thứ ba là NPK. Thì trong cái NPK thì con nên bón hàm lượng như thế nào? Thực chất nhá, thì mỗi nông dân sẽ có những cái kinh nghiệm khác nhau. Thì cái này mình nói để chia sẻ với con, thì bà con thấy cái nào hợp lý thì con có thể áp dụng vào với cái vườn của mình. Để mình nói trước, vì nhiều bà con có thể nói là tôi không thích bón cái hàm lượng NPK đó. Thì cái đó tùy bà con thôi, cái này mình chia sẻ là chính. Nói lại là tùy vào vườn, nếu những vườn cây nó khỏe sung, lá nó xăm xuê á, thì con bón hàm lượng đạm với kali thấp thôi, để cho nó cân đối, cây nó sẽ không bị búng đọt trong giai đoạn này. Nếu mà dẫn đến tình trạng bà con bón đạm nhiều quá, búng đọt, thì qua đó bà con phải phun chặn đọt và phun chống rụng trái ở giai đoạn này. Nếu con không phun hãm ngọn chặn đọt á, thì đọt đi rất là mạnh. Khi đọt đi mạnh á, thì dẫn đến tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng giữa trái non và ngọn, thì dẫn đến tình trạng chúng ta rụng đồng loạt và rụng rất là nhiều. Kèm theo đó là thời tiết hiện tại ở khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai á, đang bước vào mùa mưa. Thì bước vào mùa mưa và con bón phân như thế và con không phun chặn đọt, thì dẫn đến tình trạng là rụng trái rất là nhiều. Nên mình nhắc lại bà con á, đối với giai đoạn này á, thì bà con phun cho mình là hãm ngọn chặn đọt, phun dưỡng trái chống rụng trái. Còn thứ ba là phun côn trùng chích thúc. Còn cái thứ tư á, vào mùa này thì con nên phun nấm bệnh cho mình nữa. Thì đó là tất cả những cái vấn đề mà bà con để có một cái vườn sầu riêng chúng ta không bị rụng trái và rụng trái sinh lý. Đó là cái những cái vấn đề mình chia sẻ bà con. Vì tùy vào cái sức của cây, tùy vào cái lực của cây nữa. Có những cây trái nhiều quá nhưng mà con không bổ sung phân gốc, phân bông lá, thì cây yếu buộc phải rụng. Tuy những cái sầu riêng nó không phát đọt mà rụng rất là nhiều, thì có, sẽ có cái trường hợp đó. Vì rất nhiều vườn sẽ có rất nhiều cái nguyên nhân, không phải cái vườn nào cũng giai đoạn này phát đọt rụng trái. Cái đó là mình chia sẻ rồi con. Còn đối với giai đoạn này thì hầu như năm nào cũng là giai đoạn phát đọt rụng trái non. Về phần nấm bệnh thì mình không nói, vì cái đó bà con có thể quan sát vườn, con có thể là phun nấm bệnh được. Thì về cái sầu riêng á, thì nó bệnh cũng rất là nhiều nên bà con cần phải phòng, đừng để tình trạng cái sầu riêng ra nó bệnh. Vì khi nó bệnh nó rất là suy rất là nhanh. Một khi cây đã suy thì con chăm sóc nó sẽ tốn kém, chi phí nhiều và cây phục hồi sẽ lâu. Nên qua đó bà con thường xuyên thăm vườn, kiểm tra về thứ nhất là thân cây, rồi rễ cây, ngọn lá, coi có rơi vào những tình trạng như là bệnh như thế nào, để con đưa ra những cái phương án mà khắc phục. Còn về cái vườn này mình đi qua cho con xem á, nói chung trái sổ nhị cũng luôn là rất là nhiều. Bà con nông dân mình cũng hướng dẫn là tỉa bớt đi. Thì trong qua giai đoạn này mình sẽ hướng dẫn bà con tỉa 1 đến 2 lần trái nữa, cho cây chúng ta nó duy trì được cái sức sống và chế độ trái nó cân đối, để tránh tình trạng cây trái quá nhiều mất sức
sang năm sẽ không ra hoa và đậu trái được nữa. Thì cái đó là mình khuyên bà con, thì những cây ghép á, cây trồng nào cũng vậy, trái nhiều bà con không có chế độ phân bón, không cung cấp đủ dinh dưỡng á, chung vi lượng á, phân bón lá đó, thì cây sẽ suy rất là nhanh. Còn nếu con cung cấp đủ thì con có thể duy trì trái được nhiều, cây khỏe thì hầu như năm nào nó cũng đều trái hết. Thì nếu mà qua giai đoạn rụng sinh lý này á, thì con có thể bón cho mình NPK, thì tùy vào khu vực bà con có thể bón cân đối cho mình, bà con 15 cũng được, không thì bà con bón cho mình giống trồng 12 16, chung là tùy vào khu vực bà con nông dân có những dòng phân bón khác nhau. Có những vùng mình nói á, thì phân bón lại có những vùng á, thì bà con sẽ không có những dòng phân bón đó. Thì qua đó bà con nhìn vào cái lượng cây của mình nó thiếu cái thành phần nào á, thì con có thể quan sát cây chúng ta được, thì qua đó chúng ta cung cấp những cái dòng thuốc, dòng phân bón lá để cho cây chúng ta nó khỏe hơn. Thì với vườn như thế này thì chủ yếu là bà con phun chặn đọt và chống rụng trái là chính, đó là hai cái vấn đề quan trọng, nấm bệnh thuốc sâu đó thôi. Thì đó là những cái vấn đề mà cần thiết. Thì vào mùa mưa thế này thì trong vườn này cỏ rất là nhiều, thì nông dân cũng đang tiến hành phát cỏ. Chung vào mùa mưa thì con nên phát cỏ cho mình nó thông thoáng đi, để tránh tình trạng mà nấm bệnh nó nảy sinh vườn chúng ta. Đối với cái việc mà mùa mưa thì mình cũng nhắc nhở là bà con á, những cái vùng nào mà hay ngập úng á, thì con nên có chế độ là cho bồn chúng ta nó bằng đi, đừng để bị úng nước trong bồn, ngập nước trong bồn. Thì có kênh mương thoát nước cho đầy đủ để chống tình trạng cây chúng ta nó ngập nước và nó bị chết cây. Đó là mình nhắc nhở cho con, vì cây sầu riêng ở vùng Đắk Lắk chúng ta có những vùng trồng với chân đồi, rồi những vùng bằng, vùng trũng á, thì hay bị ngập nước, thì dẫn đến tình trạng mà thối rễ rồi đó, héo xanh chết ngọn rồi đó, nó hay về những tình trạng đó, héo rũ đó. Thì đó thì bà con kiểm tra, thì mình nhắc nhở cho con xem vấn đề đó là vấn đề vào mùa mưa. Thì qua cái giai đoạn mà trái rụng thế này á, thì mình tiếp tục sẽ hướng dẫn cho bà con bón những dòng phân thích hợp. Thì tùy vào cái nhu cầu của bà con nông dân, thì nếu bà con có nhu cầu bón phân chù vi sinh vi lượng NPK thì nó sẽ cân đối và đủ dinh dưỡng cho cây chúng ta. Còn nếu như không có thì bà con có thể bón duy trì một dòng NPK không cũng được, đó là tùy vào cái điều kiện và cái nhu cầu chăm sóc của bà con nông dân. Bà con có khoản đầu tư khác nhau, vì có những bà con không có nguồn đầu tư á, thì bà con có thể áp dụng vào những cái biện pháp thông thường để cho cái cây sầu riêng chúng ta sẽ chống rụng được hơn. Thì mình cũng nhắc nhở lại bà con á, là tùy vào giai đoạn nha, bà con xem sinh lý của cây sầu riêng mình nó rơi vào trường hợp nào. Vì ở giai đoạn này á, có một số khu vực sầu riêng không phát đọt, trái sẽ không có rụng, còn có những khu vực là sầu riêng phát đọt và trái rụng. Thì cái đó là cái chia sẻ kinh nghiệm của mình và của vườn này. Thì vườn này trái cũng rất là sai, mình đi quay từ từ con xem á, cây này là cây tơ, nói chung mà kinh doanh cũng được 3-4 năm rồi, nên là cành chi nó còn nhỏ, mình sẽ nuôi trái ít và từ từ cho cây nó khỏe ra. Mình quay nói chung là toàn bộ vườn sầu riêng này cho các bạn và con xem về cái vấn đề mà sầu riêng trái bằng trứng gà và trứng ngỗng đó. Về ngọn thì vườn này thì cũng đã phun chặn đọt rồi, tỷ lệ ngọn đi cũng rất là ít, nên tỷ lệ rụng trái cũng chưa có đáng kể bao nhiêu hết. Bạn xem cây chung là cũng xung xê, thì vườn này cũng có một số cây rất là suy và yếu, tán rất là nhỏ, chỉ để được khoảng 2-3 trái thôi, còn lại tỉa bỏ hết. Thì mình quay sẽ quay toàn vườn cho bạn xem, từ cây lớn đến cây nhỏ. Thì dạo này vào thời tiết nói chung cũng mưa nhiều, nên mình cũng sẽ thường xuyên quay những clip và tập trung vào thời tiết để hướng dẫn cho các bạn và con xem và cây sầu riêng. Thì qua đây á, con vui lòng đăng ký kênh đi, thì có gì tham khảo những video ở bên trái cây theo mùa Đắk Lắk quay cho con xem. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.